Kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì em lên sóng cho các bác và anh em một số dòng dây dẫn âm thanh để các bác và anh em lựa chọn mua sắm cho bộ dàn của nhà mình. Trước tiên ở đây là một cái dòng dây AV mà rất lâu rồi thì em mới lên sóng cho các bác và anh em, đó dòng dây AV đến từ Anh Quốc của hãng Quét. Quý vị cùng xem nhé, dòng dây Quét QED Signature. Đó. Dây này thì các bác có thể xem cái video clip mà em tách ở bên trong những lõi dây này ra, nó có tới 4 lớp cơ, 12 lớp lưới chống nhiễu ở bên trong. Anh em nhìn cái bản dây bên ngoài nó màu trắng trong rất là đẹp. Cái màu trắng này thực tế là bên trong là cái lớp lưới bạc chống nhiễu của nó. Đó. Trên tay cái dây này cũng rất là mềm mại, dây cho chất âm rất là hay, chi tiết ba dài và hai đầu rắc AV rắc carbon ở đây. Đây, anh em cùng nhìn. Một cái rắc AV và cái dây dẫn. Dây này thì quý vị và các bạn kết nối theo chiều chữ nhé. Cái chiều mũi tên của nó cũng chính là cái chiều chữ đấy ạ. Là anh em cứ đấu theo cho em là theo cái chiều chữ là ra. Chiều mũi tên cũng như vậy. Đó. Một bộ dây AV Quét này có giá là 700.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc các bác và anh em nhé. Chiều dài tiêu chuẩn 1 mét. Tiếp đến một mẫu dây AV thứ hai, dây này của hãng XLO và được bên em DIY với đầu giáp AV carbon. Dây này thuộc dòng dây đồng trục các bác và anh em nhé, dòng dây đồng trục XLO USA. Và cũng kết nối theo chiều mũi tên. Đó. Dây này thì cảm giác nó sẽ hơi bị cứng hơn so với dòng dây Quét một chút. Ngoài thì cảm giác nó sẽ cứng hơn một chút bởi vì lõi bên trong có lõi đồng trục bạc bạc. Và thằng này có cái giải thiên giải cao một chút anh em nhé. Anh em cần cái tiếng chép nó sáng thì tham khảo dòng dây của XLO này. Dây XLO. Bộ này thì em chỉ còn vài bộ thôi. USD. Đó. Một cặp này có giá 950.000 đồng. Dây AV XLO. Tiếp đến một dòng dây của Đức là VKBT. Made in Germany. Dòng dây này thì có rất nhiều bản, rất nhiều mẫu mã khác nhau. Ở đây thì em chỉ sử dụng và dòng dây bản cao cấp của nó và DIY với đầu rắc VKBT. Quý vị có thể nhìn 4 đầu rắc, dây rất là mềm mại với cái màu trắng sữa. Anh em nhìn dây dẫn rất là to mập mạp và rắc VKBT cũng rất là xịn. Ngoài ra thì em có DIY bản đầu rắc khác như rắc carbon như này. Đây, ví dụ là dây VKBT với rắc 2 loại 2 chuẩn rắc carbon, một loại là màu bạc, một loại màu đen như này. Chất lượng như nhau tùy anh em lựa chọn. Và mức giá cũng bằng giá các bác và anh em nhé. Bộ dây tín hiệu của VKBT dòng này thì nó thêm về giải bát. Anh em biết rồi, dây tín hiệu AV của VKBT thì nó thêm về giải trầm. Anh em cần cải thiện cái giải trầm thì chơi dây của VKBT sẽ có Đức. Tiếng của nó khá là dày dặn. 650.000 đồng một bộ, miễn phí giao hàng toàn quốc, đầu rắc VKBT hoặc rắc carbon tùy sở thích của các bác và anh em. Dây ca lông da AV, dây ca lông cái này, rắc ca lông cái rất là xịn. Và da đầu AV toàn bộ theo chiều mũi tên hết anh em nhé. Một bộ này có giá là 720.000 đồng. Ba lăng da, ca lông da AV. Còn bộ ca lông đổi cái của VKBT đây, em cũng làm rất là nhiều, nhờ anh em chơi dòng này. Rất hay. 800.000 đồng một bộ dây ba lăng VKBT ca lông đổi cái. Miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác và anh em. Tiếp đến đây có sợi dây nguồn, anh mới về. Mới cứng luôn.
Acufe cực kỳ là mềm, dây nguồn mềm như bún luôn, có hỏi anh em nhá, made in Japan. Bản 40 năm kỷ niệm của hãng. Hi-Fi. Những cái ốc lục giác rất tinh tế. Đây. Đây, giác giác nguồn. Những bộ đồ giác đến cái dây. Cái dây của nó cũng rất là mềm. Dây này thì có anh em làm dây nguồn là thiết bị cho âm ly Acouphe hoặc âm ly Mackintosh thì cũng rất là hay. Rất là mềm, dây cực kỳ là mềm các anh em nhé, dây to mềm này, cắm rất tốt, chống nhiễu rất tốt. Cực kỳ là đẹp. Anh em cần dây nguồn high-end, dây nguồn cao cấp thì tham khảo sản dây nguồn Acouphe này. Đó, quý vị nhìn cầm cái chất dây nó cũng đã thích rồi. Kỳ là mềm. Còn ở đây thì em có bộ dây loa. Dây loa này của Hitachi, được bên DIY. Anh em chơi Tenoi, Tourmaline hoặc là Sterling. Với đầu jack bắp chuối khóa của Nakamichi, tức là bắp chuối khóa anh em cắm vào anh em xoáy ra, sẽ nở ra, ôm chặt lại. Khi anh em rút ra thì em xoáy ngược ra và rút ra. Đây, dòng này thì em cũng bán khá là nhiều. Cái chặn của Mackintosh với bọc sắc rắn bên ngoài của nó, bản thân của nó sẽ là một dây màu đen để em bọc theo yêu cầu anh em. Còn ở đây thì em sẽ làm bọc một lớp áo sắc rắn cho nó hầm hố. Dây này thì anh em chơi Tourmaline hoặc là Sterling đánh với Acouphe thì tiền cũng rất là tinh tế, chi tiết cho anh em. Dây chống nhiễu rất là tốt, bên trong là những lõi đồng mạ bạc, rất nhiều lõi và được xoắn tết lại được cái bộ hoàn chỉnh như này. Một bộ này thì có chiều dài 2,5 m, có giá là 2.500.000 đồng. Anh em nào chơi Tenoi thì có thể tham khảo trải nghiệm dòng dây này. Đó. Còn cái loa Mackintosh thì ở đây thì em cũng có cái dòng dây loa Mackintosh. Cũng rất gấu, rất mềm. Chiều dài 2,5 m, với bản đầu jack này là jack đồng. Đây là cái bản jack đồng nên là giá của nó rất là tốt cho anh em. Còn nếu như mà jack loại jack khác thì giá cao hơn. Đây rắc đồng với giá 1.550.000 đồng, rắc bắp chuối đồng, rắc mỏ chim và chặn Mackintosh, chiều dài 2,5 m, 1.550.000 đồng, miễn phí giao hàng cho các bác và anh em. Ngắn hơn thì giá sẽ tốt hơn anh em nhé. Còn cái bản mà rắc bắp chuối răng cưa dạng bắp chuối carbon thì là 1.950.000, anh em mà cần cao cấp hơn thì cứ báo em. Đấy. Hoặc là nhắn qua Zalo cho em nhé. Còn tiếp đến đây là em còn hai sợi dây nguồn của Carel. Đấy, 1.850.000 đồng một bộ. Dưới này thì em có giới thiệu đến anh em rồi. Anh em nào quan tâm về dây nguồn tổng thì chơi thằng này. Thằng này thì ưu điểm nằm dây nguồn tổng thôi anh em, lõi đồng đơn, em có bóc cho anh em xem bên trong. Đấy, lõi đồng đơn. Các bác anh em cần tư vấn hoặc là cần quan tâm về dây dẫn âm thanh bãi thì cứ nhắn số điện thoại trên màn hình thì bên em sẽ tư vấn cho các bác và anh em. Và vẫn chính sách bao test sử dụng 1 tuần, không ưng hoàn tiền 100%. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em nhé.